Ăn không để người ta ăn rồi quýnh người ta. Mày thiệt à. Nè, cho nhìn mặt mày cái coi. Đó, mày đó, đó. Mày có ăn đi. Đó. Ta ăn để cho ta ăn. Mày thiệt chứ. Rồi tao bỏ đi đó. Kìa, tao lại ăn kìa. Ăn tiếp đi con. Tao mới về nhập gia mà cứ ăn hiếp tao hoài. Đó. Ở đi. Đó. Ừ. Để cho tao ăn nha. Ừ, đó, đó, đó. Đó, trời ơi. Mày quá đáng lắm. Ý mày vào nhà trước người ta mà ma cũ ăn hiếp ma mới rồi mày. Không được vậy nha. Ồ, cắn vào tay người ta kìa. Trời ơi, hung dữ, cắn vào tay người ta. Trời ơi. Ôi. Thấy dữ chưa? Mày nha. Mày dữ quá nha. Cắn cái đầu người ta lâu cái đầu người ta thấy không? Chưa, mày hung dữ quá. Đẩy vô kìa, nó vô lòng chỗ đó. Kìa đó, kìa đó, 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 đó. Đó, đó, để người ta ăn. Để người ta ăn, không ăn, để người ta ăn. Để từ từ. Từ từ, coi, coi nó làm gì nữa không? Đó, đó, đó. Chơi giả người ta thiệt tình. Trời. Đó, đó, đó. Coi, 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 không dữ rồi. Đó, không dữ chưa? Không dữ ghê chưa? Không dữ à, nó cũng dẫn ăn à. Ừ. Người ta đang đói bụng mà. Mày ý mày no rồi, ăn ăn trên cái dĩa mày, người ta ăn ké, ăn tí thiếu thôi. Kia lẩm đẩm ăn gì dĩa ăn. Không dữ thiệt. Nè, mặt không dữ nè cả nhà. Đây. Mọi người nhìn thấy mặt con này nè, hiền mà không dữ quá. Đó, mặt hiền mà không dữ dễ sợ không? Đó. Để cho nó ăn nha. Để em ăn nha. Ừ, để cho em ăn, đừng có không dữ. Dữ quá đi. Đó, 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 coi kìa. Nè. Nè, đừng có không dữ nè. Cái mặt nhìn nè. Đang quay nè, em đó. Đang quay bò sữa đó. Dỗm gì. Để cho em ăn nha bò sữa. Cho em ăn hết đi.